trước ngày 31 tháng 11 năm 2021.
Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đang triển khai kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định, nhưng chưa được cấp trên địa bàn tỉnh Phú Quốc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 sẽ hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, đã có trên 500.000 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, hiện còn hơn 300.000 trong độ tuổi theo quy định chưa được cấp thẻ căn cước. Để hoàn thành mục tiêu đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 sẽ hoàn thành. Thank you.
Duy trì hòa bình, an ninh
hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng nghiêm cấm trục lợi. Giải thưởng lớn Nghệ sĩ Hà Nội lần thứ 14 được trao cho nhạc sĩ Hồng Đăng vì những công hiến của ông cho âm nhạc thủ đô. Trong phần tin thế giới, Iran đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc trên thế giới về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong tháng 11 tới. Giá khí đốt ở châu Âu giảm 6%, Nga chỉ thị cho tập đoàn Gazprom tăng khối lượng khí đốt cung cấp cho các kho chứa ở châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10, tối nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi với chủ đề tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi. Cùng tham dự và phát biểu có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các diễn giả quốc tế, các vị nguyên thủ, đại diện cấp cao của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một số tổ chức khu vực. Phóng viên Vũ Dũng thông tin. Mục đích của phiên họp là nhằm phân tích về các xu hướng và nguyên nhân của xung đột hiện nay ở châu Phi và trên toàn cầu, đánh giá về các cơ chế hợp tác về hòa bình và an ninh hiện có và bàn thảo các biện pháp tăng cường hiệu quả và thúc đẩy cam kết mới trong việc triển khai các cơ chế này, đánh giá về các khía cạnh và quá trình triển khai mục tiêu giải pháp châu Phi cho các thách thức châu Phi, xác định các thách thức nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác của cộng đồng quốc tế, khu vực và quốc gia trong ứng phó với đại dịch COVID-19, tình trạng khủng hoảng kinh tế, các tình huống khẩn cấp về thời tiết và khủng hoảng nhân đạo, triển khai các thách thức sáng tạo để tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi và các tổ chức tiểu khu vực tại châu Phi. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận khẳng định vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đồng thời tiếp nối kết quả thành công đã đạt được trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021. Tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước sẽ có đánh giá về những thành tựu, nỗ lực về phát triển và hội nhập quốc tế của châu Phi trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ nhiều khó khăn, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống mà châu Phi hiện đang phải đối mặt, nhất là những tác động tiêu cực của xung đột, bất ổn, đại dịch COVID-19. Ghi nhận vai trò tích cực của Liên minh châu Phi trong duy trì hòa bình và phát triển bền vững tại châu Phi và đề xuất một số biện pháp lớn để tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi cũng như giữa các tổ chức khu vực, trong đó có hợp tác ASEAN, Liên minh châu Phi, đồng thời đề cao tình cảm đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Phi, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi. Thời gian qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng các nước châu Phi trong bảo vệ những giá trị cốt lõi vì hòa bình và phát triển, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tham gia giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh của châu Phi. Là thành viên tích cực và nhất là trong cương vị chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN với Liên minh châu Phi, thúc đẩy và góp thêm tiếng nói ủng hộ cho một số nước châu Phi như Nam Phi, Maroc gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. Việt Nam lần đầu tiên tiếp xúc ở cấp cao với Liên minh châu Phi vào năm 2018 và chính thức đề xuất thiết lập quan hệ với tổ chức lớn nhất châu lục này từ tháng 7 năm 2020. Hiện nước ta đang tích cực vận động để Liên minh châu Phi và các nước thành viên chấp thuận đề nghị này nhằm tạo cơ chế hợp tác phối hợp đồng bộ ở cấp độ khu vực với toàn bộ châu Phi, mở ra cơ hội hợp tác mới theo quy mô khối đầy triển vọng với khu vực rộng lớn 1,3 tỷ dân này. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Séc 28 tháng 10, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Milos Zeman, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Andrei Babis. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Jakub Kuhanek. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 của các quốc gia liên quan, tối qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 16 cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Tổng thư ký ASEAN. Tham dự hội nghị còn có Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Phóng viên Vũ Quyên đưa tin. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước hoan nghênh kết quả đạt được trong triển khai kế hoạch hành động Manila giai đoạn 2018-2022 và chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch hành động mới cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình, ưu tiên các nỗ lực ứng phó với đại dịch,
hướng đến phát triển xanh và bền vững. Trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các nước nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác đa phương, khu vực và quốc tế trong giải quyết các thách thức nổi lên, ứng phó hiệu quả COVID-19, duy trì và thúc đẩy liên kết kinh tế, trao đổi thương mại đầu tư, khôi phục và ổn định chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hướng tới phục hồi toàn diện và bền vững. Các nước nhấn mạnh của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, kiềm chế không có hoạt động làm gia tăng phức tạp tình hình, không quân sự hóa, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Các nước kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông DOC hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các nước chung tay quản lý nước đổi thay một cách phù hợp hiệu quả, đề cao hợp tác đa phương, hài hòa chính sách, phối hợp hành động để ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên, ngăn ngừa nguy cơ bất ổn và thúc đẩy phát triển phục hồi bền vững, nhất là về kinh tế xã hội sau đại dịch. Các đối tác của hội nghị cấp cao Đông Á với nền y học tiên tiến đẩy mạnh hợp tác nâng cao năng lực y tế, tạo thuận lợi cho tiếp cận đầy đủ kịp thời vaccine và thuốc điều trị COVID-19, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin kinh nghiệm và nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định ủng hộ một cam kết quốc tế về các biện pháp y tế để chống dịch trên toàn cầu. Nhấn mạnh các nỗ lực để nhanh phục hồi kinh tế với người dân và doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể, Thủ tướng đề nghị ASEAN và các đối tác phối hợp tăng cường cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường của nhau, xuất khẩu và chuyển giao công nghệ số, công nghệ xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phục hồi đồng đều, bền vững và bao trùm ở khu vực, và gắn kết với chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế bao trùm. Thủ tướng kêu gọi các quốc gia đề cao tinh thần trách nhiệm, hành xử phản ánh đúng cam kết, tôn trọng lẫn nhau, thượng tôn pháp luật, duy trì quan hệ quốc tế lành mạnh, tránh làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông là lợi ích chung và cũng là sự chung tay đóng góp của tất cả các nước. Các quốc gia cần kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại theo luật pháp quốc tế dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng kêu gọi nỗ lực thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC hiệu lực hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, khuôn khổ điều chỉnh các hành vi và hoạt động trên biển và đại dương. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo đã thông qua các tuyên bố về các chủ đề hợp tác sức khỏe tinh thần, phục hồi bền vững, tăng trưởng kinh tế thông qua phục hồi du lịch. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thư ký ASEAN tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao quan hệ ASEAN-Ấn Độ, đối tác thương mại lớn thứ 6 của ASEAN và đứng thứ 7 trong số các nước đầu tư vào ASEAN, với dòng vốn tăng gần gấp 4 lần so với năm 2018, đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch và thúc đẩy phục hồi toàn diện thông qua tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng khu vực, thuận lợi thương mại và hàng hóa, giúp doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, thực hiện hiệu quả khu vực thương mại tự do ASEAN Ấn Độ. Các nước ASEAN cam kết sẽ tận dụng hiệu quả khoản tín dụng 1 tỷ USD Ấn Độ cam kết dành cho các dự án hợp tác kết nối, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và thu hẹp khoảng cách phát triển. Lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ nhất trí xác định năm 2022 là năm hữu nghị ASEAN Ấn Độ, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Ấn Độ vào năm 2022. Các nước ASEAN ghi nhận và đánh giá cao Ấn Độ tiếp tục dành nhiều hỗ trợ về vaccine, vật tư y tế, thuốc điều trị dịch bệnh COVID-19, trong đó có 1 triệu đô la Mỹ cho quỹ ASEAN ứng phó COVID-19. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hội nghị khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN và phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, xây dựng bộ quy tắc COC hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Ấn Độ hoan nghênh và khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN thúc đẩy đối thoại hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm ra giải pháp ổn định tình hình. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN và Ấn Độ là đối tác lâu đời và là láng giềng gần gũi, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong đóng góp hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực. Thủ tướng bày tỏ Ấn Độ đã hỗ trợ vaccine và vật tư y tế cho các nước ASEAN, nhất là đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp dược. Ghi nhận tiềm năng và thế mạnh của mình, Thủ tướng kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược, tiếp cận đầy đủ và kịp thời các nguồn vaccine, thuốc điều trị COVID-19, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh, trao đổi thông tin kinh nghiệm về dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác có thể xuất hiện. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực trong nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và quy trình ngoại giao. Kết thúc hội nghị, hai bên đã thông qua tuyên bố chung ASEAN Ấn Độ triển khai tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Cũng chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị trực tuyến hội nghị cấp cao ASEAN Nga lần thứ tư kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN Nga. Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký ASEAN cùng dự hội nghị. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa cuộc kỷ niệm 30 năm ASEAN Nga, hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Nga và kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2021-2025. ASEAN và Nga khẳng định hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn bệnh COVID-19, phối hợp trong các nỗ lực phân phối vaccine an toàn, hiệu quả và công bằng đến người dân trong khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đối thoại, trao đổi thông tin để ứng phó thách thức an ninh, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, như tham vấn cao cấp về vấn đề an ninh và đối thoại ASEAN Nga về các vấn đề an ninh trong công nghệ thông tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ASEAN là đối tác chiến lược tin cậy của Liên bang Nga. Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, bao gồm tổ chức các khóa đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn, cung cấp bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và vaccine cho các nước ASEAN thời gian tới. Tổng thống Liên bang Nga khẳng định các diễn đàn do ASEAN chủ trì ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại hợp tác, xây dựng lòng tin. Các nước nhất trí năm 2022 là năm hợp tác khoa học kỹ thuật và công nghiệp ASEAN Nga, sẽ phối hợp cùng thúc đẩy thương mại đầu tư, khôi phục và ổn định các chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác giữa liên minh kinh tế Á Âu với ASEAN. Theo đó, hoạt động như triển lãm, tọa đàm bàn tròn, diễn đàn kinh doanh với sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp về các chủ đề kinh tế sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ phần cứng và phần mềm. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn trong khu vực, chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung, đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ. Phát biểu tại hội nghị, Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh là đối tác chiến lược toàn diện và là bạn bè hữu nghị truyền thống của Nga, Việt Nam luôn tích cực đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nga. Thủ tướng cảm ơn Nga hỗ trợ vaccine và vật tư y tế cho khu vực, trong đó có Việt Nam, và hoan nghênh Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ vaccine, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vaccine. Thủ tướng đề nghị Nga tích cực quan tâm hỗ trợ cộng đồng người dân các nước ASEAN, trong đó người Việt Nam tại Nga sinh sống, làm việc và học tập ổn định, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây nên, đồng thời phối hợp thúc đẩy du lịch, giao lưu kết nối hai bên. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục khai thác những tiềm năng to lớn, nhất là về hợp tác kinh tế và công nghệ, môi trường, năng lượng, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực khoa học cơ bản, các văn hóa du lịch, đồng thời tận dụng những kênh kết nối sẵn có như hội đồng kinh doanh ASEAN Nga, các diễn đàn quốc tế sang kỳ các mùa và diễn đàn giúp thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Thủ tướng cũng đề nghị Nga đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, dầu khí và năng lượng tái tạo, cùng hướng tới mục tiêu xanh và phát triển bền vững. Chia sẻ các ý kiến tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nga đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng trong đợi Nga tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì,
ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng pháp luật quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Kết thúc hội nghị, hai bên đã thông qua tuyên bố ASEAN-Nga về xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và bền vững và tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh và giải quyết vấn đề ma túy toàn cầu. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sokhanh đồng chủ trì hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị lần thứ 10 tổ chức vào tháng 1 năm 2019, đồng thời trao đổi về phương hướng hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia trong thời gian tới. Phóng viên Thúy Ngọc đưa tin. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sokhanh bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Nhấn mạnh, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quan hệ hai nước vẫn giữ đà phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Quan hệ chính trị, ngoại giao không ngừng được củng cố. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên dưới nhiều hình thức. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm 2021 đạt 7,24 tỷ đô la, tăng 92,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kiểm điểm tình hình thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị lần thứ 10 đến nay, hai phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương hai nước trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các tỉnh giáp biên. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết. Từ hội nghị lần thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2019 cho đến nay, Việt Nam và Campuchia đã ký kết và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý ghi nhận 84% thành quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Vừa mà chúng ta phân đích cắm mốc trên 84% biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã củng cố vững chắc môi trường hòa bình ổn định của hai nước và đặc biệt là giữa các tỉnh biên giới giữa hai nước có cái cơ sở pháp lý để tăng cường đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển. Trong gần 3 năm qua, hợp tác giữa Việt Nam Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, quản lý biên giới và cửa khẩu, giữ gìn an ninh và trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy thương mại biên giới, giao thông vận tải. Trong thời gian tới, hai bên nhất trí nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong ứng phó với dịch COVID-19, đóng góp tích cực vào công tác kiểm soát dịch bệnh cũng như thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của hai nước nói chung và các tỉnh giáp biên nói riêng. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới đất liền nhằm luôn đảm bảo một đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương thông qua việc hài hòa giữa các biện pháp thuận lợi hóa thương mại với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, hôm nay thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, chặt chẽ về tiêu chí nhưng cần mở rộng đối tượng khen thưởng là công nhân, người lao động để khích lệ, động viên tạo sự lan tỏa. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Minh Hưởng. Đóng góp ý kiến về luật thi đua khen thưởng, các đại biểu nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành, bổ sung những vấn đề mới phát sinh, phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới và đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất hơn thì cần ra soát để cải tiến về hồ sơ, thủ tục và mở rộng đối tượng được xét khen thưởng. Một vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay là làm sao khắc phục những hình thức và chạy theo quy định trong thi đua khen thưởng, nhất là trong khen thưởng. Để giải quyết được vấn đề đó, luật sửa đổi cần phải có những quy định rõ, cụ thể. Và theo quan điểm của tôi, khen thưởng phải theo công trạng, phải dựa trên công trạng của các cá nhân, tập thể đạt được. Có như vậy, thực sự tập viên đối tượng được khen thưởng và
khích lệ cộng đồng xã hội học tập, phát huy và hướng tới. Một số ý kiến cho rằng dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến các cấp các ngành từ trung ương đến cơ sở, trong đó chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ ở cơ sở cho những người trực tiếp lao động khắc phục được tính hình thức trong phong trào thi đua thời gian qua. Đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng: Tôi đồng ý với việc bổ sung danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường thị trấn tiêu biểu. Việc sửa đổi bổ sung như trên nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp. Tuy nhiên, một trong ba tiêu chí để được xét công nhận xã tiêu biểu là xã phải đạt chuẩn nông thôn mới